Rồi, xin chào các em hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi học cái tiết uh, luyện tập trung của cái chương 6 của bài 2324 trong uh, chương trình số học của cái sách uh, kết nối tri thức với cuộc sống yeah. rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập của cái phần này. luyện tập trung này đây chúng ta xét cái bài tập sau Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài bài tập uh, 6.10 14 Dạ. bài dấu 6.14 là người ta nói là quy đồng mẫu các phân số số xong đây đây là các phân số chúng ta cần phải quy quy đồng vậy thì để quy đồng mẫu các phân số này thì chúng ta làm cái gì à vậy thì đầu tiên chúng ta phải tìm mẫu chung mẫu chung ở đây là bội chung nhỏ nhất của các mẫu 5 phần 7 âm 3 phần 21 rồi âm 8 phần 10 15 dạ rồi vậy để tìm được mẫu chung Thì chúng ta có thể Xem thử các phân số này Trong các phân số này Phân số nào mà chưa tối giản Thì chúng ta rút gọn Vậy thì ta thấy phân số này Ta có thể chia cả tử và mẫu cho Âm 3 à, Để được là Ta có là âm 3 phần 21 Chia cả tử và mẫu cho âm 3 là được là Âm 1 phần 7 yeah, Được âm 1 phần 7 Do đó ta viết lại là Để quy đồng mẫu 3 phân số này thì chúng ta quy đồng mẫu các phân số này, được Một là chúng ta rút gọn, được Thì chúng ta quy đồng cũng được, nhưng mà đối với bài này, chúng ta không cần rút gọn mà chúng ta vẫn quy đồng được. À, vậy thì thầy sẽ không cần rút gọn cái cái phân số này, được Thầy không cần rút gọn phân số này mà chúng ta thực hiện quy đồng. Quy đồng thì các em tìm bội chung nhỏ nhất của 7, 21 và 10, 15 thì chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố thì 7 là nó bằng bằng 7 21 là bằng 3 x 7 yeah, 21 bằng 3 x nhân, nhân 7 15 thì nó bằng là 3 x nhân, nhân 5 do đó chúng ta chọn bộ chung nhỏ nhất là các thừa số nguyên tố chung và riêng với số mũ lớn nhất là 3 x 5 x 7 Đây, 3 x 5 và nhân, nhân 7 là được là 105 được chưa? là được 105 rồi ta lấy 105 ta chia cho từng mẫu này Bây giờ 105 mà chia cho 7 thì được là Đây là 10, 15 Đây là ta tìm thừa số số phụ 105 chia cho 21 37, 21 thì đây là là 5 Dạ đây là 10, 15 nha Rồi 115, 105 mà chia cho 15 thì được là là 7 Rồi bây giờ chúng ta đã tìm xác định xong cái thừa số phụ Thì chúng ta sẽ làm gì tiếp à, Chúng ta nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng Thì có nghĩa là 5 phần 7 Nó sẽ bằng là 5 x 10 15 phần 7 x 10 15 Thì bằng là 75 15 x 5 là 75 phần 105 Tương tự âm 3 phần 2 21 chúng ta cũng làm Tương tự là âm 3 phần 21 Thì chúng ta nhân cho 5 là được là âm 15 phần 105. Và âm 8 phần 15 thì nó sẽ bằng là uh, nhân cho 7 là âm 56 phần 105. Vậy thì tới đây uh, chúng ta đã quy đồng quy đồng xong được chưa? Đó, quy đồng xong. Kết quả là được 75 phần 105 rồi âm 15 phần 105 và âm 56 phần 105. Đó. Vậy thì thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng cái máy tính để chúng ta có thể tìm được cái bội chung nhỏ nhất một cách dễ dàng. Đây. Đây là cách tìm bội chung nhỏ nhất của của các mẫu. Đây các em chú ý đây Để tìm bội chung nhỏ nhất của các mẫu thì chúng ta tìm bội chung nhỏ nhất của 7 và 21 được Vì máy nó chỉ tìm được đối với hai số thôi nên là ta làm lần lượt. Thì để tìm bội chung nhỏ nhất thì bấm là alpha chia. Đây nha alpha chia này đó. À, đó. À, thì nó sẽ ra như này và ta nhập vào 7 dấu phẩy thì bấm là ship ngoặc và bấm là 221 bấm bằng thì nó được là 221 do đó chúng ta tiếp tục tìm uh, bộ chung nhỏ nhất của 21 và 10 15 chưa? Vậy? vậy thì bấm là alpha chia mở ngoặc 21 rồi ship đóng ngoặc 10 15 và ấn dấu dấu bằng thì đưa được 100 lẻ lẻ năm đây 100 lẻ năm được chưa đó đây là cách chúng ta dùng cái máy tính để chúng ta thực hiện tìm bội chung nhỏ nhất được chưa là 100 lẻ năm như chúng ta vừa vừa tìm vừa nãy đây đó. và cách làm quy đồng thì chúng ta làm giống như vừa nãy à, các em hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được tiếp các video tiếp theo của thầy cảm ơn các em